phương pháp lập dự toán công trình. Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí. Thứ nhất, lập báo cáo nghiên cứu, tổng kiểm tra, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu kỹ thuật hoặc báo cáo kiểm tra kỹ thuật. Thứ hai, lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng giá, khảo sát xây dựng. Thứ ba, thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc. Thứ tư, thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Thứ năm, thẩm định báo cáo nghiên cứu kiểm tra hoặc báo cáo kiểm tra kỹ thuật. Thứ sáu, lập thẩm định hoặc thẩm tra phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng. Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí: kiểm tra chất lượng, bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, nghiệm thu thanh toán, quyết toán hợp đồng, thanh toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng, thực hiện quản lý hệ thống thông tin công trình, lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng công trình, xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước, nghiệm thu hoàn thành, kiểm tra vật liệu cấu kiện sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình. Nghiệm thu bàn giao công trình, khởi công khánh thành, tuyên truyền quảng cáo, xác định, cập nhật, thẩm định, dự toán gói thầu xây dựng, thực hiện các công việc quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các công việc quản lý khác. Phương pháp lập dự toán công trình, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc dự án xây dựng, đưa công trình dự án vào khai thác sử dụng, gồm lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng giám sát khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu, tổng kiểm tra, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu kiểm tra kỹ thuật, báo cáo kiểm tra kỹ thuật, thẩm tra, kiểm tra thiết kế công nghệ của dự án, thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng công trình, thẩm tra, thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng. Chi phí tư vấn trong dự toán được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng cách lập dự toán. Trường hợp một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi xác định dự toán xây dựng công trình thì được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết phù hợp với quy định của nhà nước. Trường hợp phải thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài thì chi phí tư vấn được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp với yêu cầu sử dụng tư vấn, các quy định của cấp có thẩm quyền và thông lệ quốc tế. Phương pháp xác định chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Lập thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu,
hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường, lập thẩm định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình, thẩm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông. Ứng dụng hệ thống thông tin công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình, tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ bộ đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức xây dựng và giá xây dựng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và các công việc khác, tư vấn quản lý dự án, trường hợp thuê tư vấn, thí nghiệm chuyển ngành, chuyên ngành xây dựng, kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt và công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư. Kiểm tra chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình, giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình, trường hợp thuê tư vấn quan trắc và giám sát môi trường, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, thực hiện các công việc tư vấn khác. Chi phí khác, nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án gồm lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy định công nghệ trước khi bàn giao, trừ giá trị sản phẩm thu hồi được, các khoản thuế tài nguyên, chi phí lệ phí theo quy định. Chi phí khác được xác định bằng định mức chi phí tỷ lệ phần trăm hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các bộ ngành có liên quan, gồm rà soát bơm mìn vật nổ, bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, đăng kiểm chất lượng quốc tế, phân trắc biến dạng công trình, kiểm toán thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Hạng mục chung gồm chi phí nhà tạm, hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh, chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu, chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên, chi phí đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công. Chi phí di chuyển máy, thiết bị, thi công, đặc chủng và lực lượng lao động, tay nghề thuộc quản lý, doanh nghiệp, hợp đồng lao động dài hạn của doanh nghiệp đến các và ra khỏi công trường, chi phí hoàn trả do ảnh hưởng khi thi công, chi phí xây dựng nhà, bao che cho mái, nền móng mái, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp thoát nước tại công trường, hiện trường lắp đặt tháo dỡ một số máy móc thiết bị như nhà tạm, trộn, bê tông, tạm trộn bê tông nhựa, can trục di chuyển trên ray, can trục tháp, một số loại máy thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự. Chi phí khác bằng C là CH MC bằng CNT cộng CKKL nhân cho 1 cộng T cộng CK. Trong đó CNT là chi phí nhà tạm và nhà điều hành thi công đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin, bưu điện, đường dây giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công nhà dạng tuyến khác. CNT bằng 2% nhân cho tổng của CBXD cộng CBLD.
chi phí khác. C, NT, đó là chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công. Đối với các công trường, các trường hợp đặc biệt khác, CT có quy mô lớn, phức tạp, các công trình trên biển, ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu. Nếu khoản 1 CNT tính theo tỷ lệ phần trăm không phù hợp thì CDT căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí này, lập dự toán cho các khoản mục chi phí. Việc xác định chi phí xây dựng liên định mức chi phí chung thu nhập được tính theo chi phí. Nhưng đối với trường hợp đấu thầu thì khoản chi phí này phải tính toán trong giá gói thầu. Chi phí dự phòng. Chi phí dự phòng được xác định bằng tổng chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá. Chi phí dự phòng trượt giá xác định trên cơ sở độ dài thời gian xây dựng của dự án, tiến độ phân vốn, phân bổ vốn, mức độ biến động giá xây dựng bình quân năm có tối thiểu 3 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, khu vực xây dựng và tính đến xu hướng biến động chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế. Dự phòng trượt giá.